số giấy tờ. Rồi xem. Thu tiền điện, tiền nước. Và một cái bảng lương. Bảng kê để phát lương cho công nhân ấy, nhưng mà mình chưa có tiền để phát. Rồi sẽ tính như thế nào? Trường ở quê có thường phát triển được cái mặt hàng xe máy, xe đạp điện ấy, thì đây nó là một cái mặt hàng rất là tiềm năng. Thì bây giờ tôi đang hơi khó khăn, thì tôi muốn nhờ bạn có thể cho tôi vay khoảng 200 triệu thì tôi mở cửa hàng được không? Bạn đang cần vốn thì tôi dạo này nói chung là công ty làm ăn cũng phát triển, nói chung là cũng tạm tạm thôi. Bạn mở bán xe máy, xe đạp điện thì tôi thấy ở trên quê dạo này cũng làm ăn được. Ok, nếu bạn khó khăn thì cần tiền thì ok, tôi dạo này cũng đang nói chung là công ty cũng làm ăn cũng gặp khá. Nếu bạn cần thì ok, tôi sẵn sàng tôi giúp bạn thôi. Cái việc đấy thì đơn giản, bạn bè chơi thân với nhau thì có gì đâu mà phải ngại vấn đề đấy. Ok, nếu bạn làm ăn thì ok, tôi giúp mà. Anh em mình với nhau thì từ trước đến nay có vấn đề thì anh em mình vẫn thế, có gì đâu. Giúp đỡ nhau trong những lúc hoàn cảnh, lúc khó khăn như này để cho anh em vươn lên được thì tôi cũng thấy mừng cho anh em thôi. Ok, rồi. Thế bạn cứ chuyển số tài khoản, bạn chuyển qua tài khoản hay là chuyển như thế nào thì bảo tôi, để tôi bảo kế toán tôi chuyển tiền cho bạn luôn. Thế từ số tài khoản ra đây nhá, xong rồi tôi sẽ bảo kế toán tôi chuyển tiền cho bạn luôn. Ok, 200 gì? Rồi ok, chị bạn nha. Ok. Báo cáo với anh là em không gửi anh cái bản báo cáo doanh số bán hàng mà trong tháng này. Thế tình hình thế nào em nhỉ? Báo cáo anh là doanh số bán hàng trong tháng này là mình bán được 150 chiếc xe đạp điện và 50 chiếc xe máy điện. Tổng số bán hàng của tháng này là được 200 xe. Cái doanh số tháng này của mình như là hơn 80 xe so với tháng trước phải nhỉ? Vâng, và tháng trước anh có bản báo cáo cho anh là đây tháng trước là một tổng số là 120 xe trên tổng tải, còn tháng nay là mình doanh số của mình là được 200 xe, tức là hơn tháng trước 80 xe. Tình hình phát triển này là ổn đấy. Anh em làm ăn thì bán hàng thì đang rất là tốt, thì bây giờ em động viên anh em
mình đã tốt rồi nên mình tích cực hơn đi nữa, thì càng càng ngày doanh thu của mình càng được lên cao. Và định hướng của tôi thì là thời gian tới thì sẽ có chuyến du lịch cho anh em để coi là thưởng cho những công sức của anh em bỏ ra. Vâng, được hết, là em cảm ơn Thanh. Thông báo là hạn nộp tiền lãi đã đến ạ, với lại một số giấy tờ thu tiền điện, tiền nước và một cái bảng lương, bảng kê để phát lương cho công nhân ấy, nhưng mà mình chưa có tiền phát. Giờ sẽ như thế nào? Đợt này công ty làm ăn đang rất là khó khăn. Cái này thì cứ để đây tôi sẽ tính. Còn em ra em sẽ động viên chị em công nhân ấy, là cái tiền lương tháng này ấy, thì để tôi sẽ cố gắng tôi xoay sở. Tôi sẽ lấy tiền để tôi giảm cho chị em, tại vì chậm lương của chị em cũng 2 tháng rồi, cũng như tất cả anh chị em nhé. Thì cố gắng bảo với chị em là cứ làm việc đi, còn tôi sẽ tính để tôi lấy tiền tôi trả lương nhé. Rồi. Quá giờ tôi đang cần khoản tiền thì gọi điện muốn nhờ ông giúp ông cho tôi mượn khoảng 500 triệu thì để tôi trang trải, rồi sau tôi sẽ gửi lại ông 500 á. Đây thì có nhỉ. Tôi cứ để tôi xem xét có gì mai tôi làm đấy nhá. Ông à, thế cái việc của tôi nhờ ông hôm qua đấy thì ông có giúp được tôi không? Vì tôi bây giờ tôi công ty tôi bây giờ đang rất là khó khăn, tôi cũng xoay các cửa từ tháng trước hết rồi, bây giờ khó khăn lắm thì tôi cũng mới nhờ đến ông. Ở việc hôm qua bạn nhờ tôi ấy thì tôi cũng định giúp bạn rồi, nhưng mà sáng nay có xe hàng về ấy, phải thanh toán nên chắc là tôi không giúp được ông đâu. Tôi cố gắng ở chỗ khác giúp tôi nhá. Không giúp được thì đành phải chịu thôi, biết làm sao được. Thế là không giúp được gì. Rồi nhá. Alo Trung à? Hôm qua Tuấn Anh có hỏi tiền vay ông không? Có á? Thế ông cho vay không? Thì hôm qua ông ấy cũng hỏi vay tôi. Tiền thì tôi lúc nào có sẵn rồi. Thế nhưng mà tôi nói thẳng với nó là tôi không cho vay, nó sắp phá sản đến nơi rồi thì lấy đâu ra tiền mà trả cho mình. Thế thì tôi không cho vay nhá. Rồi. Ông bạn ơi, tôi thật sự là tôi không ngờ ông lại là con người như thế đâu. Tôi vừa mới vào đây tôi đã nghe được hết cái câu chuyện rồi. Tôi nói thật với ông là tôi không nghĩ ông lại là con người như thế. Lúc ông khó khăn
ông gọi điện cho tôi sẵn sàng tôi giúp ông. Đến bây giờ tôi khó khăn, tôi cần nhờ đến ông thì ông ngoảnh mặt ông lại thôi. Tôi nói thật sự với ông, tôi không nghĩ ông là con người như thế, lúc nào cũng là anh em tốt với nhau, khó khăn giúp đỡ nhau. Nếu mà bây giờ ông quay mặt, ông không, nghĩa là ông không có một chút gì gọi là nghĩ đến bạn bè, tình cảm bạn bè giúp đỡ nhau cả. Đúng là người ta có câu, người ta nói là khi gian nan mới biết ai là bạn. Thôi, tôi với ông từ hôm ngày hôm nay không phải là bạn bè gì nữa. Ông khóa số điện thoại của tôi đi, đừng liên lạc với tôi nữa.